Hi, xin chào tất cả mọi người. Bên đây Lom sẽ làm một cái video cho mọi người xem nhé. Bên đây nói chung là kênh của Lom đã đạt 1.000 người đăng ký rồi đó. Nói chung Lom sẽ làm một con gà nướng siêu cay cho mọi người xem. Mọi người thấy hay hãy nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của Lom nhé. Nói chung Lom rất là cảm ơn tất cả mọi người đã suốt thời gian qua đã ủng hộ và chia sẻ và đăng ký kênh của Lom đã được 1.000 người đăng ký. Hôm nay Lom sẽ ăn con gà, nói chung là virus nha mọi người. Nói chung là Lom sẽ đi mua được phần nào ở trong lịch thì sau Lom sẽ làm lại vlog cho mọi người xem. Nói chung Lom hứa Lom sẽ ra video đều cho mọi người xem. Nói chung là Lom không có đi thu âm được nên sau này Lom sẽ làm một cái video nói chung là ăn uống thôi. Khi nào mà hết virus đó Lom sẽ đi thu âm và cover những bài hát cho mọi người nghe nhé. Ngon. Anh à, thấy chưa?
Cảm ơn các bạn.